Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý khách mẫu sản phẩm motor rung CVM 3 pha 4 bôn 4 cực điện, tốc độ từ 1.400 tới 1.500 vòng trên phút, công suất 0.37 kW, có mã là CVM 500-4, lực rung là 5 kN, có ampe định mức là 1.06 ampe, có tổng chiều dài là 360 mm, trọng lượng là 25 kg. Ngoài ra quý khách có thể tham khảo nhiều công suất khác nhau như 1.1 kW, 1.3 kW, 2.2 kW. Mọi thắc mắc xin liên hệ với công ty chúng tôi qua số điện thoại 0984 601133. Xin cảm ơn.